Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Khoai TV. Thì trên tay mình bây giờ đang có cái mạch khuếch đại âm thanh sử dụng cái chip TPA3110D các bạn nhé. Thì cái mạch âm thanh này nó có hai cửa ra này. Có hai cửa ra là công suất 30W. Mỗi cửa 30W nhé các bạn nhé. Thì chạy dùng cho loa từ 4 đến 8 ohm. Thì lát nữa mình sẽ sử dụng cái mạch này để chạy một đôi loa sâu mắc này. Cái đôi loa này ở cái đôi loa vi tính nó hỏng rồi, nó chạy công suất 25W một quả. Thì cái này hình như là 4 ohm hay là 5 ohm gì đấy. Còn nguồn vào của nó là 12V, nên là cộng trừ 12V này các bạn này. Đấy. Sử dụng một cái module Bluetooth tích hợp sẵn trên này luôn. Cái module Bluetooth này hôm trước mình có giới thiệu ở mấy cái chế loa Bluetooth rồi các bạn. Và mình đóng một quả pin 3S bằng cái cell pin laptop này các bạn này. Đấy, mình sẽ kẹp nguồn thử xem là nó ăn dòng bao nhiêu các bạn nhé. Cell pin laptop 18650 này. Thì bây giờ mình sẽ hàn và mình chạy thử nhé. Nó có một cái chip áp để tinh chỉnh volume. Rồi. Cái mạch thì nó rất đơn giản các bạn. Cái giá của cái mạch này mình mua trên Shopee là hơn 100.000 các bạn. Mình sẽ hàn cấp nguồn vào đây. Đấy, đường âm dương các bạn hàn luôn vào đường âm dương này luôn nhé. Ok, các bạn hàn như này nhé. Đây là dương và âm nguồn này. Đây là hai cửa ra loa này. Giờ mình sẽ hàn thêm quả pin nhé. Ok, cái mình đã hàn xong quả pin như thế này rồi. Đấy, quả pin 3S. Mình có cái đồng hồ nguồn nên là mình
sử dụng cái pin này để tí mình sạc luôn mà cái kia cũng được, mình không cần phải làm bạch bảo vệ pin nữa. Đấy, cấp nguồn các bạn nhớ cấp đúng âm dương nhé. Đây là ví dụ như mình tắt nguồn này, mình tắt nguồn thì mình có thể chập hai chân này vào này. Đấy, giữ lấy hai chân này nó đã tắt các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể chế thêm một cái phím nữa. Cái này nó tiếp xúc nó chưa được tốt lắm nên là... Đấy, nó đã bật nha các bạn này. Đấy, cái đèn nó đã sáng nha. Rồi ok, mình thử mở Bluetooth lên chạy thử luôn. Cái này mà chế, anh em phải chế thêm cái mảng cộng hưởng vào đánh thì nó mới hay được cơ. Chứ cái này nó không có mảng cộng hưởng thì ra tiếng bass nó không có uy, nó không có lực lắm. Đấy, cái thiết bị kết nối của nó đang ở tên là Win 688 nhé. Đấy, Win 688. Rồi ok, mình sẽ mở thử bài hát xem. Nó cũng rất là khỏe đấy, nhưng mà nó không có tiếng bass lắm các bạn ạ. Mai sẽ đóng một cái hộp xong rồi đưa thêm cái màng cộng hưởng nữa thì đánh cái tiếng bass nó có lực hơn các bạn. Cái này anh em mua về có thể chế ra loa nghe Bluetooth chạy pin hoặc là gắn vào những cái thiết bị chạy điện 12V. Rồi mình sẽ sử dụng cái đồng hồ cấp nguồn để đo xem cái dòng nó ăn bao nhiêu các bạn nhé. Khi nó khởi động nó ăn dòng tiêu hao chưa sử dụng, nó ăn 0.01A. Giờ mình sẽ mở nhạc lên thử nghe nhé. Như vậy là cái mạch này nó ăn ăn dòng dao động từ khoảng 0.35A cho đến 0.50A các bạn nhé. Đấy là ở cái mức volume trung bình đấy, mình nó vặn được cái lửa này các bạn này. Đấy, còn cao hơn thì những cái loa này nó hơi quá công suất của cái loa. Đóng quả pin này rất tiện các bạn. Cái này phù hợp cho những anh em chế những cái loa Bluetooth gọn nhẹ. Đấy, mình không bán cái này nha các bạn nhé. Ok, thì trong video này mình đã cùng các bạn đi thử cái mạch công suất này TPA 310D. Cái giá của nó là 100, hình như 150.000 thì phải các bạn. Rồi ok, nếu cảm thấy video hay và hữu ích hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Quay TV, chúc các bạn thành công.